bạn thân mến, trà bông là một món ăn quen thuộc của người Việt Nam. Và dù mặn hay là chay thì chúng ta cũng có những cái cách làm trà bông của riêng mình. Đối với món chay thì chúng ta có chân nấm đông cô để làm trà bông và chúng ta gọi là ruốc nấm. Hôm nay không phải là từ nấm mà cũng không phải từ loại rau nào cả mà tôi thực hiện dừa, tức là trái dừa rám, và chúng ta sẽ thực hiện món ruốc dừa hay là trà bông dừa. Để thực hiện được món ăn này, các bạn chuẩn bị như sau: 200g dừa nạo, gia vị đi kèm gồm dầu ăn, nước mắm, nước tương, hạt nêm, đường, nước màu và baro. Khi đi chợ để chuẩn bị cho món ruốc dừa thì chúng ta sẽ mua dừa bào thành sợi. Tức là các bạn nói với người bán thì người ta sẽ cho cái quả dừa vào trong cái máy và người ta sẽ chỉnh cái chế độ ở máy và nó sẽ thành từng sợi như thế này. Nếu chúng ta không nói thì chúng ta sẽ mua dừa nạo, tức là nạo nhỏ nhuyễn ra. Thì đối với lại dừa nạo nhỏ nhuyễn cũng ngon, nhưng các bạn nhớ trong một điều rằng chúng ta mua dừa rám, tức là cái quả dừa nó chưa quá già mà nó cũng không non. Thì với cái loại dừa rám để làm thì cái trà bông hay là cái ruốc nó sẽ ngon hơn nhiều. Thì bây giờ để chuẩn bị cho món này thì chúng ta dừa thì có rồi này nhé, và các bạn sẽ không có vắt cái nước đi, tức là chúng ta để nguyên, mua về thế nào để nguyên như vậy. Baro chúng ta cũng không bằm mà chúng ta sẽ để cắt thành từng khúc khoảng 2 cm. Bây giờ tôi sẽ pha cái hỗn hợp nước trộn, tức là cái nước mà làm. Do vì chúng ta có một ít nước màu cho nên nước màu khó tan, nên tôi sẽ hòa trước. Chúng ta sẽ lấy nước mắm, nước tương. Để chúng ta sẽ lấy một ít nước màu. Để các bạn hòa vào đây trước. Bây giờ chúng ta sẽ cho hạt nêm. Và cuối cùng là đường. Chúng ta không cho quá ít dầu mà cũng không nhiều, khoảng 2 muỗng như thế này, cho 2 đến 300g dừa nạo. Và bây giờ khi dầu trong chảo vừa nóng, các bạn sẽ cho baro vào. Đừng đợi sôi nhé, chỉ đợi nóng thôi. Và chúng ta đảo cho cái phần baro này nó ra mùi thơm. Tôi cũng lưu ý các bạn, tại sao luôn luôn là tôi nói với các bạn rằng cho baro vào khi dầu chưa sôi. Tại vì nếu dầu đang sôi các bạn cho vào thì mùi thơm sẽ bốc lên rất là nhanh, nhưng đồng thời baro sẽ bị cháy. Và thay vì cái dầu đó nó có mùi thơm thì chúng ta chỉ ngửi thấy mùi thơm lúc ban đầu thôi. Thực chất sau đấy baro cháy rồi thì cái dầu nó cũng bị khét, không có ngon. Nên ra bây giờ là chúng ta thấy rằng là baro nó đang bắt đầu nó ra mùi thơm này. Và chúng ta cũng không để lâu đâu, các bạn chỉ để một tí cho nó có mùi thơm thôi. Và các bạn sẽ vớt ra ngay. Khi dầu trong chảo đang tiếp tục nóng, các bạn sẽ cho dừa vào. Để lửa trung bình và dưới hỗn hợp gia vị. Để chúng ta sẽ đảo đều. Bạn cứ trộn đều cho đến bao giờ các bạn nhìn thấy rằng những cái sợi dừa đã thấm đều gia vị là được. Bây giờ để lửa thật nhỏ nhé. Thường ruốc dừa hay dùng kèm với lại cơm nắm. Cơm nắm tức là cơm vắt. Ở đây tôi đã nắm sẵn một nắm cơm. Và chúng ta sẽ chuẩn bị phần cơm nắm để ăn cùng với lại ruốc dừa. Và các bạn có biết không, khi mà cắt cơm nắm á, thì chúng ta sẽ cắt bằng chỉ. Một
Một là các bạn cắt bằng chỉ, hai là các bạn sẽ cắt bằng dao. Nhưng mà cái miếng cơm nắm đó sẽ được cắt trên một cái miếng ni lông. Tức là chúng ta sẽ để miếng ni lông và chúng ta chấn con dao xuống. Nhưng mà cắt bằng chỉ là đúng nhất. Chúng ta cũng không có xào phần dừa này lâu quá. Tại vì các bạn biết rồi, đặc trưng dừa mà làm lâu quá nó sẽ ra mùi dầu và ăn sẽ không ngon. Cho nên khi các bạn nhìn thấy rằng là nó ráo, tức là cái sợi dừa nó không có ướt quá và nó cũng đừng khô nhé. Tôi không nói là chúng ta sấy mà chúng ta chỉ xào gia vị cho đều. Các bạn có thể thử bằng cách chúng ta lấy mu bàn tay, tức là cái lưng bàn tay này chúng ta để vào. Chúng ta thấy, dĩ nhiên là nó sẽ rất là nóng, nhưng hoặc là các bạn sẽ lấy tay các bạn bốc. Khi các bạn buông xuống, các bạn không thấy là dừa nó còn dính vào với nhau đó, nó tơi ra rồi thì bây giờ là được. Thời gian xào khoảng 10 phút, tôi nghĩ là như vậy là vừa ngon. Và để nguội, các bạn cho vào keo thủy tinh, cất vào tủ lạnh. Chúng ta có thể ăn trong vòng 1 tuần. Nếu đi đường xa, chúng ta có thể chuẩn bị sẵn và chúng ta ăn được trong vòng 3 ngày. Bây giờ thì chúng ta chỉ việc lấy ruốc dừa ra và cũng không cho tiêu nhé. Các bạn thân mến, dân dã, mộc mạc nhưng không kém phần hấp dẫn. Ruốc dừa hay trà bông dừa thường dọn chung với cơm nắm hay gọi là cơm vắt. Chúng ta có thể ăn trong những cái buổi nhỡ, tức là không phải là buổi cơm chính. Và chúng ta có thể chuẩn bị để mang theo đi làm, đi chơi. Ruốc dừa có thể giữ được tối đa 1 tuần lễ trong tủ lạnh. Tôi hy vọng rằng các bạn có thể thực hiện được món ăn này rất là dễ và cả nhà đều yêu thích. Xin thân ái chào tạm biệt.